Ok, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đến cái buổi số 5 ngày hôm nay. Và trong cái buổi số 5 này thì chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập với 36 cái phần Parents. Và với cái phần 36 Parents này thì khi chúng ta luyện tập xong thì chúng ta có khả năng nói được hơn 4.000 từ. Thì đây chính là cái mà đang đã chia sẻ với các anh chị rồi. Và chúng ta nhớ là chúng ta hãy luyện tập các cái bài số 1, số 2 và số 3. Khi mà chúng ta luyện tập thì chúng ta đọc mỗi một bài, chúng ta đọc ít nhất là 5 lần. Và chúng ta đọc đi đọc lại, và chúng ta check lại với cái phần từ điển của cái phần ELSA. Và buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đó là bài A13, 14 và 15. Chúng ta sẽ đi 3 bài như vậy. Và cái bài A13 chúng ta sẽ bắt đầu với cái âm short you sound. Âm short you sound và chúng ta đi với đằng sau đó là cái âm T. Thì với cái âm này chúng ta biết là âm short you thì chúng ta sẽ đọc là âm chữ ớ hoặc là cái âm ơ giống như trong tiếng Việt. Khi nào chúng ta đọc là ớ thì chúng ta thấy rằng kết thúc là một trong bảy âm lucky 7 thì chúng ta đọc là âm ớ, là gồm có một trong bảy âm P, T, K, F, S, C, H and S, H thì chúng ta đọc là âm ớ và chúng ta đọc nhanh. Còn lại là chúng ta đọc kéo dài ra một chút. Và cái phần này thì chúng ta sẽ đọc đó là chúng ta sẽ đọc nhanh cái âm ớ. Ok, thì chúng ta sẽ cùng luyện tập với nhau như sau. Tôi sẽ đọc mẫu cho tất cả chúng ta và sau đó thì chúng ta sẽ đọc lại và chúng ta sẽ check từng cái câu một với phần từ điển ELSA. Thì đang nhắc lại với tất cả các anh chị và các bạn, chúng ta chỉ cần check cái lần đầu tiên để xem là chúng ta đọc đúng hay chưa. Và sau những cái lần sau nữa thì các bạn chúng ta cứ đọc. Và nếu như các bạn còn cái thắc mắc hoặc các bạn còn chỗ nào mà chưa rõ cái âm nào hoặc là cái câu nào mà chúng ta đọc chưa thấy tự tin thì các bạn có thể check lại với phần ELSA của chúng ta rồi. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Shut the hut. Their hut is opened up. They will shut the hut. They want to shut the hut, but the hut has no door. If they cut up some plants, they can make a door. They cut the plants and make the door. Their hut can now be shut. They will pick some nuts. They will put the nuts in the hut. They will shut the hut. Okay. Và một vài những cái phần khi mà các bạn lưu ý rằng làm thế nào để chúng ta đọc nó chính xác những cái từ này thì các bạn lưu ý cho tôi một vài những cái từ như sau. Thứ nhất là cái từ there thì cái âm th của chúng ta để cái đầu lưỡi ra hai hàm răng. Đó. Và thứ hai nữa thì các bạn để ý cho tôi là cái âm sh thì chúng ta phải đọc là âm sh nặng của chúng ta nhé. Chúng ta đọc âm sh nặng, chúng ta chua môi ra là sh, đó là chúng ta đọc. Ok, và tiếp theo nữa là cái từ door. Thì nhiều bạn là chúng ta cứ đọc cái cánh cửa đọc là door, door. Thì cái âm này chúng ta nhớ là cái âm open và đi với cái âm r nên miệng chúng ta sẽ nhỏ lại, chúng ta đọc là door, door. Ok. Và từ if nhớ là có cái âm f. Thế thiều nhiều khi mà tôi thấy các bạn là bị quên cái âm f này, các bạn đọc là if không thôi thì nó bị sai. Chúng ta đọc là if. Ok. And let's see cái từ plants. Cái từ plants này thì chúng ta nhớ là chúng ta sử dụng cái luật là ngắt âm thi, chúng ta ngắt âm thi và nó khác với việc là chúng ta bỏ âm thi đi nhá. Chúng ta dùng là ngắt, chúng ta đọc nhanh là plants. Ok, plants, chúng ta âm p thì chúng ta bật hơi ra. Ok, and tiếp theo nữa thì muốn nhắc cho các bạn cái từ là put. Cái từ này thì hơi đặc biệt một chút là chúng ta có là âm short u thì chúng ta đọc là uơ và đọc là put, put. Ok, rồi thì bây giờ các bạn sẽ cùng đọc lại với tôi một lần nữa cái bài này nhá. Chúng ta chỉ cần đọc chậm thôi, chúng ta không cần nhất thiết chúng ta phải đọc nhanh như tôi, nhưng tôi sẽ đọc chậm lại để cho các bạn dễ dàng các bạn theo dõi được hơn. Rồi xin mời tất cả các bạn. Shut the hut. Their hut is opened up. They will shut the hut. They want to shut the hut, but the hut has no door. If they cut up some plants, they can make a door. They cut the plants and make the door. Their hut can now be shut. They will pick some nuts. They will put the nuts in the hut. They will shut the hut. Ok, thì đấy là một vài cái phần đầu tiên chúng ta luyện tập với cái âm short you. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua cái bài số 2 của chúng ta, đó là phần A14. Chúng ta sẽ dở đến cái phần A14 trong cái cuốn giáo trình của mình. Và cái phần A14 này chúng ta sẽ luyện tập tiếp với cái âm short you. Thì cái âm short you này chúng ta thấy là nó khác một chút là chúng ta không đi với cái âm T nữa, mà chúng ta đi với cái âm G, âm G. Chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ phải kéo dài ra, kéo dài cái âm short you này ra. Rồi xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe. The bug on the rug. Look at the rug. There is a bug. There is a bug on the rug. The bug on the rug is big. Are there other bugs? Yes, there are many bugs. Give me a hug. I do not like the bugs. I do not like the bugs on the rug. Look at the rug. There are no bugs. The bugs are gone. The bugs have gone out. There are no bugs on the rug.
Đó, thì các bạn thấy cái độ dài của nguyên âm đã được kéo dài, cơm ơ lúc nào nó cũng phải kéo dài, thì đây chính là một trong những cái luật rất là quan trọng khi mà chúng ta nói tiếng Anh và đọc tiếng Anh. Cơm any sound nó không quá quan trọng so với cái việc độ dài của nguyên âm. Các bạn chỉ cần kéo dài cái nguyên âm thôi là các bạn đã rất là thành công trong việc kiểu chúng ta nói chuẩn giống như một người Mỹ rồi. Và một vài những lưu ý khi các bạn đọc cái bài này như sau. Đầu tiên đó là từ look, thì chúng ta đọc là âm short u, đọc là u nhá, look chứ không đọc là look như nhiều người đọc bị sai cái từ đó. Tiếp theo nữa chúng ta đọc từ at, chúng ta đọc là at chứ không đọc là at. Nhiều người đọc từ đó là theo cái tiếng Việt của chúng ta thì nó bị nhầm. Thì nhớ là âm short A chúng ta đọc là chữ E, há miệng lớn. Và anh chị đọc cho tôi là at, ok. Và từ is, rất nhiều các anh chị chúng ta đọc nhanh quá mà chúng ta đọc bỏ mất cái âm SC đằng sau. Và chúng ta đọc là is, chứ không đọc là E, được chưa nhỉ? Và tiếp theo nữa chúng ta chú ý trong từ này, đó là từ big. Âm short I là IE và chúng ta kéo dài cái âm đó ra. Big, big, ok rồi, that's good. And let's see cái từ tiếp theo tôi muốn nhấn mạnh ở đây nữa cho các bạn, đó là cái từ like. Thế nhiều khi mà các bạn nói là gì ạ? Chúng ta cứ đọc là I like thì chúng ta bị sai cái độ thứ nhất là độ dài của nguyên âm, thứ hai là chúng ta sai một cái luật ngắt âm rồi. Chúng ta đọc rất là nhanh cái từ này, chúng ta đọc là like. Chúng ta đọc là like nhanh như vậy, được chưa ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập lại một lần nữa cái bài đọc này. Và các bạn nhớ là chúng ta hãy check với cái phần ELSA của chúng ta trước tiên và chụp cái hình xuống dưới đây để xem chúng ta đạt được cái kết quả, xem là được bao nhiêu điểm rồi các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ luyện tập hàng ngày, chúng ta sẽ luyện tập nữa. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. The bug on the rug. Look at the rug. There is the bug. There is the bug on the rug. The bug on the rug is big. Are there other bugs? Yes, there are many bugs. Give me a hug. I do not like the bugs. I do not like the bugs on the rug. Look at the rug. There are no bugs. The bugs are gone. The bugs have gone out. There are no bugs on the rug. Ok, đấy các bạn thấy cái độ dài nguyên âm của tôi. Lúc nào tôi cũng kéo dài đầy đủ như vậy thì các bạn cũng phải kéo dài. Chúng ta không để đọc ngắn, đọc nhanh cái từ này thì nó sẽ bị sai cái độ dài của chúng ta. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sang đến một cái bài cuối cùng trong cái buổi số 5 này. Chúng ta có đó là cơm short you. Vẫn là chúng ta luyện tập với Karen là short you. Thì tuy nhiên là cơm short you này chúng ta thấy là nó thay đổi cái phần phụ âm đằng sau đi. Là chúng ta đi với cơm N, đúng nhỉ, chúng ta đọc là N. Ok, rồi xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập cái bài này. Và tôi sẽ đọc mẫu cho các anh chị. Sau đó các anh chị sẽ đọc lại và check cái phần ELSA. Ok. Fun in the sun. I like to have a fun. I have a fun in the sun. I like to run in the sun. I run in the sun for fun. They like to have a fun. I see them have a fun in the sun. They run for fun in the sun. We all like to run. We all like to have a fun. So we run in the sun for fun. That's good. Rồi, thì các bạn sẽ luyện tập cái âm này với việc chúng ta đọc âm ơ, short gì đó âm ơ và âm em. Và đặc biệt nữa là chúng ta để ý một vài những từ như sau. Thì tôi thấy một vài các anh chị chúng ta hay đọc bị nhầm. Thứ nhất là cái từ have, chúng ta kéo dài, have, đúng nhỉ? Âm vi nhẹ nhàng, have. Cái từ thứ hai thì tôi muốn nhắc cho anh chị để chúng ta đọc tốt hơn. Đó là cái từ run, r. Cái âm r chúng ta phải chu cái môi mình ra. R, run, ok. And let's see, chúng ta sẽ thêm một vài những từ, ví dụ như là từ gì nữa. Chúng ta sẽ để ý cái từ là, ok, cái từ C, chúng ta đọc C là S thì chúng ta đọc nhẹ thôi. C chứ không đọc là she nhá. Có nhiều anh chị có thể bị nhầm thì tôi nhắc các anh chị để anh chị chú ý hơn. Ok, thì đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ luyện tập với cơm short you. Và khi chúng ta luyện tập hết với vài âm short you này thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái phần âm khác nữa. Và hôm sau thì chúng ta sẽ sang đến cái buổi số 6 thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần âm short you và đi sang những cơm khác. Và các anh chị nhớ rằng diện chúng ta phải luyện tập những cái phần này hàng ngày thường xuyên thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái kết quả vô cùng tuyệt vời và vô cùng là bất ngờ với cái việc là chúng ta luyện tập và ít nhất là chúng ta đặt ra mục tiêu là chúng ta đọc tổng số lần là lên đến 100 lần trong mỗi một bài như thế này. Và mỗi một lần các anh chị chúng ta sẽ chia ra, có thể đọc 5 hoặc là 10 lần, 5 hoặc là 10 lần. Thì đây chính là cái cách để chúng ta thành công. Và không có cái công thức gì ngoài cái việc chúng ta phải luyện tập để chúng ta đạt được cái kết quả của chúng ta. Ok, và cảm ơn tất cả chúng ta đã theo dõi cái video buổi số 5 này. Và hẹn gặp lại chúng ta vào trong buổi số 6. Xin chào và hẹn gặp lại.